Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Gần đây thì cổ phiếu Vinamilk đã có một mức tăng giá tương đối tốt, đâu đó khoảng độ 15%, từ mức khoảng 65.000 đồng lên mức khoảng 75-76.000 đồng. Bởi vậy cho nên cũng rất nhiều các anh chị nhà đầu tư đặt ra câu hỏi liệu Vinamilk đã trở lại cái thời kỳ hoàng kim ngày xưa chưa? Và Vinamilk có thực sự hấp dẫn không? Thì về câu chuyện liên quan đến kỹ thuật, phân tích kỹ thuật hay vân vân thì AZFIN sẽ không am hiểu và cũng như không có năng lực đánh giá. Về mặt giá trị thì AZFIN sẽ đánh giá cổ phiếu Vinamilk như sau. Trước tiên thì có thể thấy ở đây, đúng không ạ? Chỉ trong vòng từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 19 tháng 8, tức là chỉ trong vòng chưa đến một tháng, hơn 3 tuần, thì giá cổ phiếu Vinamilk đã tăng từ khoảng 65.000 đồng lên cao nhất là 76.000 đồng. Một mức tăng rất nhanh, cũng hiếm có đối với Vinamilk khi mà nó đã đi ngang một cái quá trình rất là dài, đúng không ạ? Lên đến cả năm trời, đúng không? Rất dài, đúng không? Vậy thì nguyên nhân như thế nào? Nó có hấp dẫn về mặt giá trị hay không? Thì trước khi vào nội dung chính thức thì tôi phải chia sẻ, Vinamilk thì được AZFIN đưa vào danh sách tích sản cổ phiếu đầu tư giá trị từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Thì điều này chắc hẳn là quý vị cũng không cần phải xác thực xem là có đúng hay không. Bởi vì khoảng độ hơn 5.000 các anh chị trong cộng đồng tích sản đều biết. Tháng nào chúng tôi cũng gửi lên công bố, ví dụ có bổ sung thêm mã nào hay không, có tăng hay giảm giá, chốt lời giá tích sản hay không. Đó, thì điều này là hiển nhiên rồi, không cần phải chứng minh nữa. Thì mục tiêu tích sản là mua dưới giá 73 và chốt lời khi đạt 76. Thì cũng rất là không may mắn chứ không phải may mắn. Thì khi mới mua được 2 tháng, thì ví dụ mua vào hôm đầu tiên của tháng 7. Đây, hôm đầu tiên của tháng 7. Giá đóng cửa là 66 đây, cao nhất phiên đây. Mua được một ít. Rồi tiếp theo, hôm đầu tiên của tháng 8. Đầu tiên tháng 8 đây, giá đóng cửa đây, 70.3. Đấy, tức là mua được giá khoảng độ trung bình. Đó, trung bình 66 và 70.3. Tức là trung bình khoảng độ 68.2. Và giá chốt lời là giá 76. Thì cũng rất là may mắn, không may mắn thì đúng hơn. Thì đến ngày 19 tháng 8 là bán đúng giá 76. Đó, thì cái giá chốt lời thì ở trong cộng đồng tích sản nêu rõ ngay từ đầu rồi. Đó thì mới có tính trung bình chưa được tháng. Bởi vì mua từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 thì đến nay thì được 1 tháng 19 ngày. Nhưng mua từ mùng 1 tháng 8 này thì mới được 19 ngày. Đúng không ạ? Cộng lại thì thực sự nó chưa được trung bình, nó chỉ được tháng thôi, quanh tháng. Thì lợi suất được 12%. Nhưng mà với tích sản mà mua được 2 tháng mà đã chốt lời thì nói thẳng chả được bao nhiêu cả. Chả được bao nhiêu cả. Thế thành ra nó là buồn hơn là vui. Chứ không phải là tích sản là mua được một cái lượng cực kỳ lớn ở cái vùng giá 66 giá 70 này và chốt lời đâu. Mà tích sản là mua hàng tháng và mỗi tháng thì mua rất ít. Có khi nhiều nhà đầu tư mỗi tháng mua chỉ 100 cổ, 200 cổ. Thì lợi nhuận chả được bao nhiêu cả. Ai mua 1.000 cổ thì cũng chả được nhiều. Đúng không ạ? Thế do đó là tôi phải nói ở đây là quá sớm đạt giá tích sản, chốt lời tích sản lại là một điểm yếu chứ cũng không phải là một điểm mạnh. Và đây chính là cái cổ phiếu đạt chốt lời tích sản thứ 21 từ đầu năm đến nay của cộng đồng tích sản. Đấy, vậy thì điều gì làm cho cái cổ phiếu này tăng được và nó còn tăng tích hợp hay không? Và vì sao Vinamilk AZFIN lại đưa ra nên chốt lời giá 76? Thì tôi đưa quan điểm như thế này. Thì thứ nhất là điểm qua một chút về Vinamilk đi. Thì đầu tiên là về cái chất lượng tài sản thì an toàn. Đầu tiên là tương đương tiền lên đến 24.229 tỷ, tức là tương đương gần 1 tỷ đô. Được chưa? Các khoản phải thu thì có 6.362 tỷ trên doanh thu khoảng độ 55-60.000 tỷ, thì nó chỉ chiếm 10%, là thấp, là ok. Hàng tồn kho cũng tương tự như thế, chỉ 11-12% thôi, 11%. Như vậy là cái vòng quay hàng tồn kho của Vinamilk chỉ 1 tháng thôi. Rồi tiếp theo là hơn tháng thôi, là cái tài sản cố định là 12.296 tỷ và nó duy trì ổn định trong nhiều năm qua.
Đó, quý vị thấy mùng 1 tháng quý 1 năm 2019 thì cũng là 13.000 tỷ và bây giờ 12.296. Nó cho thấy là cái doanh nghiệp này về cơ bản là gần như không mở rộng gì cả. 9 mùa rồi đi ngang rồi. Còn cái đường màu xám, màu xanh nước biển đây này là 1.633 tỷ. Đấy chính là việc đầu tư máy móc thiết bị vùng nuôi ABC. Nếu mà cái này nó lớn thì nó cho thấy là đang mở rộng. Tuy nhiên nó chỉ bù đắp được khấu hao thôi, hoặc thậm chí thấp hơn khấu hao. Vì sao lại thế? Bởi vì quý 1 2019 là hơn 13.000 tỷ, còn bây giờ được có 12.000 tỷ tài sản cố định, cho thấy cái khấu hao nó còn nhiều hơn so với cái bù đắp mới. Thì về cơ bản đây chẳng qua chỉ là chắp vá sửa chữa hoặc là cùng lắm là thay thế thôi, chứ nó cũng không phải mở rộng tí nào cả. Được chưa? Thì đấy là về cái tài sản thì rất an toàn nhưng không có dấu hiệu mở rộng. Tiếp theo là khác thì nó rất nhỏ. Còn về nguồn vốn thì VNMU là một trong năm cổ phiếu an toàn nhất trên thị trường chứng khoán về nguồn vốn. Ở đây là vốn chủ sở hữu họ chiếm đa số với 38.337 tỷ, trong khi tổng nguồn vốn thì khoảng độ 54.000 tỷ. Đúng không ạ? Như vậy là khoảng 70% vốn chủ sở hữu rồi. Vay ngắn hạn là 7.797 tỷ, vay khác là 7.782 tỷ. Và anh chị lưu ý như này, cái vay của VNMU có một phần là họ vác đi họ gửi ngân hàng họ ăn chay. Thì đây gọi là nghiệp vụ kinh doanh nguồn vốn của các cái tập đoàn rất lớn có uy tín. Họ có thể vay với lãi suất rất rẻ nhưng mà gửi lại với lãi suất cao hơn. Từ đó cái rủi ro gần như không có. Và cái đáng chú ý đây là nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu là âm những 42%. Tức là như này, họ có thể vác hết tiền đi, họ vác tiền đi trả hết sạch nợ. Thì họ vẫn dư ra gần 16.000 tỷ đồng tiền mặt, có thể trả cổ tức, có thể làm bất kỳ điều gì. Cho thấy là cái nguồn vốn là an toàn, chắc chắn, từ đó tạo điều kiện cho cái việc trả cổ tức tiền mặt về dài hạn cho cổ đông là tốt. Tiếp theo về cái hiệu quả kinh doanh, chúng ta có thể thấy trước đây thì hiệu quả kinh doanh VNMU rất cao. Đây chúng tôi lấy ROE cuối kỳ này nó thấp hơn ROE thực tế. Tức là ý như này, chúng ta lấy lợi nhuận sau thuế chia cho cái vốn chủ sở hữu ngay năm đó. Nhưng thực tế là nếu chuẩn thì phải chia cho đầu năm. Nhưng mà nó có những cái vấn đề phức tạp, ví dụ như là chia đầu năm thì trong năm nó trả cổ tức thì sao? Nếu có tăng vốn thì sao? Nói chung là nhiều vấn đề. Tuy nhiên thì đây cái là ROE trước đây là 36 thì nó phải tương đương đấy hơn 40% đấy. Thì hiện nay là 26 tương đương với khoảng 30%. Tức là ví dụ cái vốn chủ sở hữu đây này, cuối năm 2023 là 34.000 tỷ. 34.000 tỷ thì sẽ lợi nhuận sau thuế sẽ được khoảng chục nghìn tỷ. Đấy tức là khoảng gần 30%. Thì ROE đã tạo đáy vào về cơ bản là vào quý 2 năm 2023 khi kết quả tệ. Đây, quý 2 2023 để anh chị có thể nhìn thấy đây. Quý 2 2023 đây. Đây, vùng đó kết quả trũng và bây giờ bắt đầu có dấu hiệu hồi phục trở lại. Và chính vì đó là một trong những nguyên nhân khiến cho cái giá cổ phiếu Vinamilk bật là như vậy. Đầu tiên, tiếp theo là đến doanh thu, thì doanh thu về cơ bản công ty này cũng có tăng trưởng một chút xíu thôi. Mỗi năm chỉ đôi 3% thôi. Thì nguyên nhân tăng trưởng doanh thu là chủ yếu do giá sữa tăng thôi chứ không phải do sản lượng tăng. Thực tế là chia sẻ luôn với anh chị là sản lượng tiêu thụ của Vinamilk mấy năm qua là có giảm đấy, không tăng đâu. Còn cái doanh thu tăng là chủ yếu là do giá tăng thôi, còn sản lượng bán cuối cùng của Vinamilk là không tăng. Thậm chí sau khi họ mua cái công ty VLC, tổng công ty chăn nuôi Việt Nam, trong đó lại là mẹ của Mộc Châu Milk, họ hợp nhất vào cũng không tăng. Đấy, nó cho thấy là về cơ bản là nó đang bị giảm sản lượng đấy. Nhưng giảm sản lượng là bởi vì cái việc tiêu thụ sữa bò bây giờ nó gần như không tăng, đứng im rồi, thậm chí giảm. Trong khi các cái sữa khác nó cạnh tranh mạnh. Ví dụ như là sữa hạt chẳng hạn, thì rất nhiều loại sữa hạt rồi nhiều hãng mới rồi nhiều thứ nước uống mới. Trong khi Vinamilk vẫn là sữa và họ về cơ bản họ lấn sang cái lĩnh vực khác, mở rộng hoạt động kinh doanh đều không thành công. Ví dụ có lần họ hợp tác làm cà phê nhưng không thành công. Có lần họ hợp tác là làm dầu ăn cũng không ổn, vân vân. Thì cuối cùng vẫn tập trung vào sữa thôi. Thì về cơ bản doanh thu có tăng nhưng mà tăng đây do giá tăng, giá xa bán sản phẩm tăng. Ví dụ 2019 các anh chị mua một cái hộp sữa 180 ml đây này, khoảng 6.000 chẳng hạn, thì bây giờ khoảng 7.000. Để ví dụ như thế, 5.500 đến bây giờ thì khoảng 7.000, thì nó có tăng như thế, đúng không? Nhưng mà tổng sản lượng của Vinamilk là có giảm đấy, chứ không phải là một doanh nghiệp tăng trưởng. Rồi là cái tăng trưởng lợi nhuận sau thuế thì chúng ta thấy là thực ra là trong 3-4 năm qua nó giảm. Nhưng mà hai quý gần đây nhất thì nó lại có cái sự tăng trở lại rất tốt so với cùng kỳ. Đặc biệt cái quý 2 năm 2024 đạt 2.670 tỷ, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ. Còn quý 1 thì tăng trưởng 18% so với cùng kỳ đáy. Thì có một sự hồi phục trở lại về kết quả kinh doanh.
Chúng tôi lưu ý ở đây, ngoài việc thì chúng tôi có nghiên cứu là do hưởng lợi chủ yếu từ cái việc giá nguyên vật liệu sữa nó thấp, làm cho cái lợi nhuận nó tăng lên. Và năm 2023 thì bị ảnh hưởng bởi giá nguyên liệu sữa nó tăng làm lợi nhuận thấp. Tức là nền năm trước thấp thì năm nay hồi phục, chứ nó không phải là trở lại một cái con đường tăng trưởng mạnh hay gì cả. Anh chị lưu ý như thế nhé. Đó, cái việc tăng trưởng lợi nhuận của Vinamilk 6 tháng đầu năm là gần 20%. Đây là hồi phục trở lại so với mức rất thấp, chứ không phải là tăng trưởng từ cái nội tại mạnh mẽ. Và cái biên lợi nhuận của họ thì cũng đã tạo đáy vào năm 2023 và đang dần trở lại. Và chúng tôi đánh giá là nó sẽ ổn định duy trì ở mức này trong thời gian tới. Còn về cái lưu chuyển tiền tệ của Vinamilk, rõ ràng rằng đây là một cái công ty có cái dòng tiền phải nói tuyệt vời. Tuyệt vời gì? Khi nhìn tài sản đã biết rồi. Tức là phải thu của họ thấp, hàng tồn kho của họ hợp lý. Thế suy ra là lợi nhuận bao nhiêu thì dòng tiền về xấp xỉ quanh để bấy nhiêu. Thì cụ thể là hai cái quý đầu năm này dòng tiền từ hoạt động kinh doanh này, một quý 1 là 900, quý 2 là 3.300. Như vậy nó là hơn 4.200 tỷ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh về. Trong khi lợi nhuận hai quý là bao nhiêu? Đúng không? Hai quý là khoảng độ 4.500. Đó. Rồi cái dòng tiền hoạt động đầu tư là âm 3.184 là gì? Là họ vát đi họ gửi ngân hàng khi họ có tiền. Còn dòng tiền từ hoạt động tài chính là âm 732 tỷ thì có thể là họ trả cổ tức vừa thôi. Đúng chưa? Còn vòng quay hàng tồn kho thì ổn định, hàng tồn kho cũng ổn định. Cổ tức thì Vinamilk trả phải nói rất đều đặn và bền bỉ, trung bình khoảng độ 3.500 đến 4.000 đồng một năm. Và với cái EPS ấy, hàng năm ấy, lưu ý các anh chị, ví dụ EPS năm 2023 của Vinamilk ấy, là khoảng độ 4.300, nhưng họ trích phúc lợi khen thưởng đâu đó khoảng 11% số đó. Như vậy, cổ tức có thể trả là khoảng 3.800. Đó, và họ trả hết sạch cổ tức. Cổ tức có thể trả là 3.700 mấy chục đồng ấy, nhưng mà họ vẫn lấy một chút lợi nhuận năm trước họ trả được 3.800. Và năm nay với cái lợi nhuận kỳ vọng có thể tăng, anh chị nhé, có thể tăng khoảng độ 15%, thì cổ tức tối đa Vinamilk có thể trả, anh chị ạ, tối đa có thể trả là từ cái lợi nhuận ấy là 3.800 cộng với 500 là khoảng 4.300, 4.400, đấy là tối đa nhất. Và nghị quyết đại hội đồng cổ đông họ trả là 3.800. Nhưng mà nếu mà họ muốn, họ hứng lên họ có thể trả hơn, nhưng Vinamilk ổn định. Trả hơn là vì họ lấy cái lợi nhuận từ những năm trước họ trả. Rồi họ có cái lượng tiền mặt khổng lồ để họ có thể trả. Được chưa? Nhưng mà về cơ bản nếu theo lợi nhuận thì họ cũng chỉ trả được khoảng 3.800, cùng lắm 4.000 thôi. Quanh mức đó thôi chứ cũng không nhiều hơn được. Được chưa? Đó, rồi tiếp theo về mặt định giá PE hiện nay là 16,32 lần thì nó thấp hơn trung vị 8%. Tức là trung vị trong lịch sử của nó là 17,3 lần này. Nhưng mà anh chị lưu ý, ngày xưa ấy nó còn tăng trưởng rất mạnh, hiện nay nó chín mùi thôi. Và lợi nhuận tăng kia như đã nói đó là nhờ vào cái việc tăng từ mức thấp thôi, không phải là tăng trưởng mạnh. Anh chị nhá, nếu tăng trưởng tốt hay không anh chị phải nhìn vào sản lượng, nó phải tăng kèm cơ thì nó mới bền vững. Được chưa? Chứ nhờ về giá nguyên liệu thấp rồi nhờ về năm trước là lợi nhuận thấp, năm nay hồi lại thì nó cũng bình thường thôi. Đấy, chúng ta phải nhận định là như thế. Còn PB hiện nay là 4.6 lần, nó thấp hơn trung vị 21%. Điều này nguyên nhân đến từ cái ROE bây giờ nó thấp hơn ngày trước rồi. Khi rồi hiệu quả sinh lời cao thì rõ ràng là PB nó cao. Và vì sao ROE nó lại thấp đi? Chủ yếu là do Vinamilk những năm trước, từ năm 2023, 2022 thì họ trả cổ tức rất cao, gần hết lợi nhuận. Nhưng mà những năm trước đó, thưa mấy anh chị, thì họ chỉ trả một phần lợi nhuận thôi. Cho dù họ không có nhu cầu giữ lại tăng trưởng nhưng họ không trả hết. Đó, thế điều đó làm cho vốn chủ sở hữu nó giữ lại nó tăng, trong khi lợi nhuận không tăng. Thì hiển nhiên là ROE giảm và PB dĩ nhiên giảm thôi. Đúng không? Đấy, thì cái câu chuyện là như thế. Còn PS thì hiện nay thì cũng thấp hơn so với trung vị khoảng 20%. Bởi vì chủ yếu là cái giai đoạn đây này, giai đoạn 2016 đến năm 2018-19 thì định giá nó quá cao, cho dù giai đoạn đó lại là giai đoạn không tăng trưởng. Và rất nhiều nhà đầu tư đã phải trả giá rất lớn ở những cái giai đoạn đó đây. Thưa mấy anh chị, thực ra cái đỉnh giai đoạn đó ấy, nó không phải là chỉ có 116 đâu, nó cao hơn rất nhiều. Chúng ta nhìn đây chúng ta bảo ô 116 thì bây giờ còn 75 thì như vậy nó giảm khoảng 40% thôi. Nhưng thực sự thưa mấy anh chị, đây là cái biểu đồ nó đã điều chỉnh cổ tức. Thực ra giá ở đây nó phải 150-170. Được chưa? Trong vòng gọi là 6 năm qua nó trả cổ tức cũng khoảng độ 20 mấy ngàn đồng rồi. Thì tức là nó khoảng độ 135, 140, 140, không phải 160, 140.
thì bây giờ còn 75 giảm nửa sau 6 năm. Là bởi vì ngày xưa họ trả giá quá cao và họ phải trả giá đắt. Nhà đầu tư phải trả giá đắt là như thế. Thế bây giờ nói tóm lại tổng quan, vậy Vinamilk rẻ hay đắt đối với nhà đầu tư giá trị? Thì trước tiên là thẳng thắn luôn anh chị, với một năm trả cổ tức khoảng độ 3.800-4.000 đi, thì AZFIN cho rằng là giá 76 như cái đường vùng đưa ra bán ở trong tích sản là hợp lý rồi. Vì sao đấy, với 76 mà với 4.000 cổ tức ấy, thì cổ tức đó là bao nhiêu? Nó là khoảng 5% rồi, 5-5.5%. Mà trong khi doanh nghiệp này nó cũng rất khó tăng trưởng, gần như không thể tăng trưởng, nếu tăng trưởng được không đáng kể. Thế như vậy là Vinamilk trả cổ tức khoảng độ 5-5.5% là hợp lý rồi. Thậm chí là hơi cao nếu ai yêu cầu lợi nhuận cao. Thế do đó cái định giá về mặt giá trị nó là 76 là hợp lý. 76 là hợp lý. Thì ví dụ như là thời gian tới nó lại trong một năm tới nó lại trả 4.000 cổ tức về 72 chẳng hạn. Thế thì giá lại 76 là hợp lý, là có thể bán được rồi. Đấy là giá phù hợp định giá rồi. Bởi vậy cho nên là AZFIN đưa ra cái Vinamilk ấy, cái giá chốt lời so với giá cái hồi đó là đưa ra lúc ấy 65 ấy, là lên có 76, tức là tăng có 11 giá, tức là có 17-18% thôi. Còn bình thường các cái cổ phiếu tăng trưởng và phát triển mạnh ấy, và định giá rẻ ấy, thì cái giá chốt lời so với cái giá tích sản nó cao lắm, nhưng Vinamilk nó thấp. Thế thành ra là cũng chỉ trong 2 tháng đạt giá chốt lời. Thì trên đây chính là những cái nhận định đánh giá của AZFIN Việt Nam về cái việc là cổ phiếu Vinamilk còn hấp dẫn hay không. Về mặt đầu tư giá trị thì AZFIN cho rằng giá 75-76 này là giá hợp lý rồi, không phải là một giá chiết khấu cao đối với nhà đầu tư giá trị. Và cũng là giá mà AZFIN cũng đã chốt lời trong cộng đồng tích sản rồi. Thì chúc quý vị có những thông tin hữu ích cho mình trong quá trình nghiên cứu, phân tích, đánh giá cổ phiếu. Và chúng tôi đưa ra đây không nhằm mục đích gọi là hô hào mua bán gì cả, mà là quan điểm riêng về đầu tư giá trị để quý vị tham khảo. Còn quý vị thấy nó không hữu ích thì có thể bỏ qua. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.